Các bạn nha, hôm nay mình sẽ là món trà sữa nha các bạn. Đây, sữa nha các bạn, sữa, bột bình tinh, đậu, cái heo và đôi đũa, rồi cái giá nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt nước sôi lên nha các bạn. Trong thời gian đó mình sẽ trút bột vào cái heo này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ trút bột vô nha các bạn. Đây, các bạn thấy thấy không các bạn, đó nó thấy không đó nha các bạn. Trong thời gian mình đợi nước sôi thì mình sẽ rang đậu nha các bạn. Đây, trứng đậu nha các bạn nha. Đây, đó, các bạn thấy không, các bạn rang đậu đừng quên bỏ muối vào nha các bạn. Đây, đây các bạn, cuối cùng mà nước cũng đã sôi rồi, mình sẽ tắt lửa và mình sẽ múc nước từ từ ra nha các bạn. Đây, đó, rồi mình sẽ múc, mình đổ vô đây. Đó, chúng ta chỉ cần đổ vậy vậy thôi các bạn. Đây nhé các bạn, sau khi bao nhiêu hồi mình cũng đã dò được, bây giờ chúng ta sẽ dò viên nhỏ nhỏ nha các bạn. Đây nha các bạn, cuối cùng mình cũng đã xong vuông tròn các kiểu các bạn. Đây, giờ mình sẽ bắt này lên nha các bạn. Đó, đây nha các bạn, giờ mình sẽ rang đậu tiếp tục nha các bạn. Đây nha các bạn, đậu nó cũng đã trở vàng các bạn, nó nổi bụp bụp đã ghê. Đây nha, rang đậu chúng ta phải bỏ thêm muối nha. Đây nữa nè, đây nha các bạn, giờ mình sẽ múc này bỏ vô. Đó nha các bạn. Đó, đây nha các bạn, đậu cũng đã chín rồi, cho qua bên này. Đây nha các bạn, đó, cái này chín rồi nha các bạn. Đó, đậu nè, đậu mình cũng đã lấy ra rồi, giờ mình sẽ dò đậu ra cho thành màu trắng nha các bạn. Vậy nha tất cả các bạn, xong rồi. Đây, mời các bạn ăn nha. Quá ngon các bạn ơi. Mời các bạn ăn nha.